Giới thiệu với các bạn kỹ thuật làm khuôn đầu cột. Đấy, đầu tiên là mình phải bôi dầu chống dính, xong sau đó là làm vữa thật dẻo. Đấy, vữa phải dẻo như cháo này, xong đeo găng tay vào là ta giặt. Chỉ để bọn nó đóng mãi rồi. Đấy, quay không biết được. Giặt một lượt là xi tinh, giặt một lượt xi tinh vào trong lòng khuôn đi. Đấy. Đấy, giặt thật đều cho bằng kín cái lòng khuôn đi đã. Nói với ai nữa? Đấy, em đang quay. Em không quay mặt chị đâu, chị cứ làm thoải mái đi. Quay không, chỉ quay mỗi cái lòng khuôn, không quay lên mặt mà sợ. Mà phải lên Facebook một tí chứ, cho cộng đồng mạng họ biết đến mình chị. Đấy, khi ta dập xong một lượt này thì lấy cái sợi đây đây. Ta giặt cái sợi đây này vào. Lát nữa tôi sẽ quay cho các bạn xem giặt sợi đây nhá. Đấy, giặt cái sợi đây đấy vào trong lòng khuôn. Đấy, xong sau đó đây là đang làm khuôn chữ thọ. Đây là khuôn cây hương. Sau đó là đợi lát nữa sẽ dập khuôn xong thì dập sợi đây đây. Dập sợi đây vào trong lòng khuôn như thế này. Đấy. Đấy nha, bây giờ tôi lại quay cho các bạn xem phần dập sợi đây vào trong lòng khuôn đầu cột. Đây là sợi đây nhá. Cái sợi này là các cửa hàng bán thịt cao là người ta hay có bán. Đấy. À, trước khi làm người ta phải làm cái lòng khuôn thật sạch. Không quay. Dạ. Các bạn ở đâu đó? Các bạn này là các bạn ở trên mọi miền Tổ quốc. Đấy, dập như thế này. Đấy. Đừng có đưa lên đâu. Em không đưa lên đâu, chị yên tâm. Có đưa lên thì có nhìn thấy mặt đâu mà sợ. Đấy, các bạn nhá. Đấy, cứ thế này mà dập. Mỗi một cái khuôn này thì khi ta từ lúc bắt đầu lau quét dầu cho đến khi hoàn thành thì nó sẽ hết khoảng 10 phút. Từ 10 đến 15 phút là xong một cái khuôn đầu cột. Đấy. Cứ thế mà giặt. Thế là cột to thì mới hết 15 phút, còn cột nhỏ từ 20 cho đến 30 thì chỉ hết tầm 10 phút thôi. Khiêng đi, khiêng cái kia ra chú thả cho. Anh chờ em một tí. Có tìm mấy cái khuôn cửa không? Không. Mất rồi. Đấy. Cái thế này giặt vào thôi. Này chỉ bị cái phóng kia. Đấy, cái sợi đây này thì các bạn cứ thế các bạn dập vào trong cái xô vữa. Hôm nay thì đang cô giáo nhé. Đang quay. Em đang quay video đây anh ạ. Quay
tay cho người nào đấy? Cho các bạn trên mọi miền Tổ quốc để biết, để biết về cách làm khuôn đầu cột. Nó rất đơn giản thôi. Các bạn cứ giặt thế này. Đấy. Dạ. Anh quay mà xem video đấy. Anh Thanh á? Anh Thanh, anh mà nhìn thấy thì phát ngán. À, phát ngán luôn à. Hôm nay quay để cho bác Thanh bác xem. Hôm nay sẽ tăng tên bác Thanh thì bác Thanh sẽ xem được luôn. Đấy, cái này rất đơn giản. Các bạn chỉ cần giặt như thế này thôi. Khi ta giặt hết một lượt, giặt cho hết một lượt, mục đích của cái sợi đen này là để cho nó khỏi bị gãy, và tuổi thọ của nó là được rất lâu. Đấy. Xe để đâu đó? Xem để ngoài cổng. Ngoài cổng nó hùng á? Vâng, ngay đây chị. Ôi, chúng mà đường xe rồi như thế này. Nó chặt quá nên là thôi cứ để đấy cũng được. Anh dùng về đấy, cho các, Sơn này. Các bạn nhá, các bạn là cứ theo dõi phương thức làm như thế này mà các bạn làm thôi. Rất đơn giản. Không bị dạy. Đấy, có thế thôi. Cái này là bạn, là bạn đã hoàn thành xong một chiếc khuôn đồ cột. Đấy. Đấy, cô ấy là chị ấy làm xong là tháo bỏ găng tay ra là chị lại đi ăn cỗ uống rượu bình thường. Tay sạch tinh không phải rửa. Chưa thấy có anh kéo đỏ đâu. Đấy.